con đi đó để với mục đích là đi bộ để rèn luyện sức khỏe thôi. Hôm nay ngày Bính Ngọ, tháng Ngọ, năm Giáp Thìn, tức ngày 11 tháng 6 năm 2024, gieo quẻ hỏi sư Minh Tuệ, con đường tu tập có hanh thông không? Có thành chính giác không? Được quẻ hỏa thủy vị tế, biến quẻ quả thiên đại hữu. Trước tiên chúng ta hãy xem về cái tượng quẻ, nói lên ý nghĩa là cái gì. Rồi sau đó chúng ta đi vào chi tiết của cái gieo quẻ nha các bạn. Thì thủy hỏa vị tế thuộc nhóm thuần ly. Người thuộc nhóm này có thể tìm ra vận mệnh cá nhân và cho tất cả chúng sinh. Và nó cũng giúp tìm ra ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống và tìm cách để tăng thêm hạnh phúc và giảm đi sự phiền não. Quẻ này nằm ở cuối trong 64 quẻ dịch. Thánh nhân đã hàm một ý nghĩa sâu xa của nó là mọi việc vẫn chưa xong, vẫn chưa đến tận cùng của nó. Nó như là một lời nhắc nhở không có gì là hoàn mỹ và vẹn toàn. Khuyên chúng ta hãy tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống vốn vĩ mang nhiều biến đổi và sắc màu của nó. Hỏa thủy vị tế, hỏa trên nước dưới. Hỏa thủy vị tế, hỏa chính là cái nóng, cái tham mê sân si. Thủy chính là khắc hỏa, là cái kiềm chế, cái dục vọng trong mỗi con người chúng ta. Con đường tu tập hay trong mỗi con người chúng ta khó khăn nhất chính là kiềm chế cái tham mê sân si. Một khi đã loại bỏ được mọi thứ phiền não rồi, những cái tham mê sân si đã vứt đi rồi, thì tâm hồn thanh thản, thì con đường tu tập chúng ta mới có thể trở thành chính giác được. Lời hỏa thủy vị tế là như thế. Hỏa thủy vị tế mang một cái thông điệp về sự luân hồi và biến đổi. Mọi thứ đều có thể thay đổi, không có gì là vĩnh viễn, trường tồn. Thông qua sự kiên nhẫn, có kế hoạch rõ ràng thì sẽ thành tựu trong sự nghiệp của mình. Hỏa trên thủy dưới tượng trưng cho sự tương khắc tương xung, sự nguy hiểm luôn rình rập tiềm ẩn. Giờ nói đến quả biến nha các bạn, đại thông trong cái kinh dịch Lục Hào nó có quả biến là do các hào động, thiên cơ ứng vào hào động thì nó sinh ra quả biến nha các bạn. Quả biến ở đây chính là hỏa thiên đại hữu, mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, tượng trưng cho sự thịnh vượng, thành công và may mắn mọi khía cạnh trong cuộc sống. Quẻ này là quẻ vận mệnh an khang thịnh vượng, mang những thông điệp sâu sắc về sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hỏa ở trên trời, ngọn lửa rực rỡ, mạnh mẽ, mang hơi ấm cho muôn loài, sự phát triển cho vạn vật, tượng trưng cho sự thịnh vượng và sung túc, ý nghĩa vô cùng tốt đẹp và may mắn. Bây giờ chúng ta đi vào cái chi tiết của quẻ. Phần luận quẻ dựa vào ngày giờ tháng năm ngũ hành tương xung tương khắc. Thì sau khi em quẻ và luận quẻ thì David đi đến một cái kết luận như thế này. Nhiều kết luận chứ không phải một kết luận nha các bạn, sorry. Con đường tu tập của thầy Minh Tuệ sẽ gặp nhiều trắc trở gian nan, nếu có kế hoạch rõ ràng sẽ thành công tốt đẹp. Thầy Minh Tuệ sẽ trở thành bậc thánh nhân, tại vì khi ăn vào đường sinh nó là đế vượng nha các bạn, đế vượng là được mọi người tôn trọng, thánh nhân. Và trong quẻ của thầy xuất hiện một cái tam hồn cục về bản thân của thầy, dần ngọ tức. Hào của thầy là ở đây là hào ngọ. Thì dần ngọ tuất, thầy lại bị cái dụng thần, nghĩa là con đường tu tập của thầy đó là khắc. Nghĩa là sự tu nghiệp của thầy sẽ ảnh hưởng đến bản thân về sức khỏe. Do tu khắc khổ, ăn uống sinh hoạt không điều độ, khổ hạnh. Thì cái này mong thầy phải xem xét lại nhé. Cũng xin nhắc lại về bậc Thế Tôn Siddhartha Gautama. Ban đầu ngài đi theo con đường tu khổ hạnh. Sau một khoảng thời gian thân thể gầy còm và đứng giữa ranh giới chết và sống, ngài được Sujata cho một bát cháo sữa. Và sau khi cho ngài bát cháo sữa, Sujata đã khuyên ngài rằng: lúc ngài mới đến đây, gương mặt vô cùng rạng rỡ, ngài đã tìm được điều gì rồi mà bây giờ hình hài ra nông nỗi này? Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Tôi muốn tìm ra con đường giải thoát. Thần Linh ơi, muốn giải thoát mà không ăn uống sao? Nhưng thân thể ngài đó sắp chết rồi, còn nói gì đến chuyện giải thoát chứ?
Trước khi trở thành bậc chính giác thì Ngài đã chết nếu Ngài đi theo con đường tu khổ hạnh như thế này. Từ đó, Đức Thế Tôn đã giác ngộ ra một điều, có sức khỏe thì mới đi theo đến cùng con đường tu tập của mình. Vậy làm gì làm thì phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi. Và cũng mong mọi người cũng đừng theo nhiều, theo thầy quấy rầy để làm mất đi cái sự riêng tư, cái sự sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt căn bản của thầy nhé. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy. Và cái thế chính là cái bản thân của thầy nè, cái hào thế của thầy rất là vượng, rất rất vượng. Tại nó lâm nhật kiến mà lại lâm nguyệt kiến nữa. Mà theo cái quy luật, cái gì mà khi đầy sẽ ngã, vượng quá tất suy, lại xuất hiện tam hợp cục, rành ngõ tuất, hỏa cục, đang khuyết là tuất, thì áp dụng cái một cái luật là thiếu một trợ dùng, thì vào ngày tuất, tháng tuất và năm tuất sẽ có một cái chuyện gì rất là quan trọng xảy ra với thầy. Thầy cẩn thận nha. Đó, quẻ này cho thấy thầy có rất nhiều người tín ngưỡng đi theo thầy, rất rất nhiều người chứ không phải nhiều người nha. Đạo Hóa Thiên Đại Hữu mà, công việc tu hành của thầy làm kinh động và xuất hiện nhiều công an. Tại ở đây là 55 hồng một, hồng một chính là hậu đường, ở ngoài đường nha, thì sẽ xuất hiện nhiều công an. Mà công an này theo giữ gìn trật tự của thầy, công an này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tu nghiệp của thầy, có nghĩa là người ta không có làm gì mà hại đến cái sự tu nghiệp của thầy. Vì dần mộc động hóa quan quỷ lý thủy, nghĩa là xuất hiện nhiều công an, xuất hiện công an mà ở hầu lâm hồng một, có nghĩa là ngoài đường đó. Và trong quẻ này nó cũng xuất hiện nhiều đứa tiểu nhân nè, lâm hầu hai, lâm câu trần, câu thương móc nói, mà nó lại là ngũ hành thổ. Ngũ hành thổ có nghĩa là sao? Khắc thủy, thủy có nghĩa là con đường tu tập của thầy, thì thổ khắc thủy, lâm câu trần mà lâm hầu hai có nghĩa là những đứa tiểu nhân. Rồi những đứa này nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp tu tập của thầy, mong thầy trong quá trình tu tập cũng phải đề phòng những đứa tiểu nhân, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp tu tập của thầy nhé. Rồi nói chung là quẻ thì nói như vậy thôi, có gì nói vậy. Thì Trai Đinh Gô cũng cầu chúc thầy hãy tiếp tục sự nghiệp tu tập của thầy và trở thành những bậc chính giác, và có nhiều tín đồ Phật giáo đi theo. Và bên cạnh đó thầy cũng suy nghĩ về cái con đường tu tập của mình, để vừa tiếp tục sự nghiệp tu tập, để mong trở thành bậc chính giác, nhưng mà cũng là giữ gìn bản thân sức khỏe của mình nha. Tại vì nếu mà đi đứng mà đi ngoài đường ngoài xá, ăn uống đồ, ngủ nghỉ đồ nó không có ổn định, thì chắc chắn sẽ một điều xương gió nè, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài. Rồi đó là những tất cả những gì mà David muốn nói ngày hôm nay, muốn lượng quẻ ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng xin cầu chúc mọi người có sức khỏe dồi dào, và cũng rèn luyện bản thân, tu thân tích đức, giống như là loại bỏ tất cả những cái phiền muộn, những cái tham sân si của mình, hướng đến tốt đời đẹp đạo. Và cũng mong các bạn đón tiếp những cái quẻ thực tế sau. Ok, bye bye, xin chào các bạn.